Hành có bốn giai đoạn. Hãy coi ngày quy là ngày sinh nhật, cuộc đời tu hành tính từ đó. Một năm có bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông, đó là chuyện hiển nhiên ai cũng biết. Nhưng quý vị có biết chăng là đời người cũng phân thành bốn giai đoạn, sinh, lão, bệnh, tử. Là người ai ai cũng chết, nên mình phải tính chuyện về sau mà lo tu đạo. Tu hành cũng có bốn giai đoạn, tức là học, hành, thành và liễu. Con người từ lúc mới ra đời đến lúc 20 tuổi là khoảng thời gian học đạo. Trong thời kỳ này mình phải học hỏi, học Phật Pháp cho giỏi, cũng giống như là trong sách đại học có nói, tại minh minh đức, nghĩa là làm chói người cái đức sáng suốt, đó là lúc mình huấn luyện đức tính của mình ngày càng thêm trong sáng. Từ 21 tuổi cho đến 40 là khoảng thời gian hành đạo. Đây là lúc mình áp dụng cái sở học, đem chỗ học hỏi và sự hiểu biết khi trước của mình ta phổ độ chúng sinh, uông phò thế tục. Như trong sách đại học có viết, tại thân dân, nghĩa là làm đổi mới đời dân, từ tuổi 41 cho đến tuổi 60 gọi là thời gian thành đạo. Trong sách đại học có ghi rằng, chỉ ư trí thiện, nghĩa là ngừng lại ở nơi tốt đẹp nhất. Khổng Tử giảng về trí thiện, nhưng không được triệt để lắm, bởi vì chưa đạt tới cảnh giới chân không niết bàn, nên chưa phải là cứu cánh. Vì vậy ở giai đoạn chót chúng ta cần phải liễu đạo. Sau khi thành đạo rồi, mình trở về cảnh giới niết bàn. Nếu so sánh với ba cương lĩnh của Nho giáo, minh đức, thân dân, chỉ ư trí thiện, thì Phật lý tu hành viên dung hơn nhiều nữa. Có người nói, từ lúc nhỏ tới lúc 20 tuổi tôi chưa tin Phật, bây giờ nói là học đạo thì thời gian đó đã qua rồi, làm sao tôi còn học hỏi được, phải chăng tôi không cần học? Quý vị phải hiểu, khi tôi nói tới bốn giai đoạn, đó chính là điều lý tưởng mà thôi, không phải là cố định, bất di, bất dịch. Bởi thế, mình có thể coi ngày quy y như là ngày sinh nhật vậy. Rồi từ ngày đó tính đi mới kể là thời gian bắt đầu tu hành. Lại có người nói, tôi đã quy y được 4 năm rồi mà sao chưa học được một chút Phật Pháp gì cả. Kỳ thật quý vị tuy đã quy y được 4, 5 năm, nhưng đối với Phật giáo chẳng qua quý vị chỉ là một đứa trẻ 4, 5 tuổi mà thôi. Bởi thế, quý vị đừng lo sầu rằng mình không làm nên việc gì cả. Phật Pháp rất là thâm áo, chỉ cần sau khi mình quy 20 năm nỗ lực học đạo, 20 năm nỗ lực hành đạo, thì chẳng lẽ mình không có ngày thành tựu sao? Lại có một ông lão cảm khái thở dài mà than rằng, hiện nay tôi đã 80 tuổi rồi, e rằng không còn cơ hội để có được 20 năm, rồi thêm 20 năm nữa để mà hạ thủ công phu. Đúng vậy, thời gian giảm khứ mệnh quang di, tức là ngày tháng trôi đi mạng giảm dần. Ngày tháng thì không còn nhiều đâu, thật đó. Nếu mình đem thời gian làm rút lại mà tính, cứ 2 tháng tu đạo, 2 tháng hành đạo như vậy, mà suy rộng thì chỉ cần mình chân tâm với quyết chí, thì dù già cũng như kẻ thanh niên, tinh tấn dũng mãnh từng bước mà tu tập, thì lo gì không có ngày thành đạt. Hãy nỗ lực lên! Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 15 tháng 6 năm 1958. Ha ha ha, Bụt Sắc Mô Đi Sô ha ha.